Đổi đời bằng xuất khẩu lao động, từ lâu vẫn được người nghèo tin tưởng là con đường nhanh chóng và ít rủi ro. Bởi vậy, họ có thể đặt cả niềm tin và gia sản vào tay những kẻ môi giới để đi chui bằng mọi con đường. Thậm chí không ít phụ nữ sẵn sàng làm hôn thú giả, đánh cược cả thời thanh xuân và hạnh phúc gia đình để đến với miền đất hứa. Thế nhưng việc kết hôn giả của hàng trăm người phụ nữ ở xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang đã và đang gây ra hệ lụy khó lường. Hai người con của ông Nguyễn Quang Khuy đến tuổi đều được dựng vợ, gả chồng. Đám cưới được cả làng trên, xóm dưới biết đến. Chỉ có điều lại không được pháp luật thừa nhận. Bởi trước đó, cả hai người con dâu của ông là Đào Thị Vân và Vũ Thị Thư đều đã kết hôn hợp pháp với người ngoại quốc để ra nước ngoài làm việc, dù họ không sinh sống với nhau. Cháu 6 tháng rưỡi tuổi, cháu tên là Nguyễn Quang Hoàng Anh. Nhưng cái tên Nguyễn Quang Hoàng Anh này lại chưa được thừa nhận. Đến nay, ông Khuy vẫn chưa thể làm giấy khai sinh cho cháu trai. Chỉ biết là hai gia đình đồng ý nhau, chứ thủ tục về chưa có gì. Bây giờ không biết là làm thế nào để mà cho cháu có một cái giấy khai sinh để mà đảm bảo quyền lợi cho cháu đi học, thi hành, thậm chí còn chữa bệnh. Cháu Đặng Thanh Dung năm nay đã 2 tuổi nhưng cũng chưa được khai sinh. Mẹ cháu cũng từng kết hôn với người ngoại quốc trên danh nghĩa, nhưng đến giờ vẫn chưa thể ly dị. Dù con đường xuất ngoại của chị không được chót lọt, tiền mất tật mang. Đây rất nhiều trường hợp là kết hôn thực tế là kết hôn giả, nhưng mà trong coi là cái pháp luật là cái kết hôn thật. Thế từ chỗ coi là con em coi là đi lao động nước ngoài, thực tế là kết hôn giả thì đi lao động nước ngoài làm gì, người ta có chồng ở ngoài nước ngoài mà người ta phải về quê hương lấy chồng, hoặc con là lấy chồng coi ở Việt Nam. Thế lấy chồng Việt Nam đương nhiên người ta không được coi là đăng ký kết hôn. Bản danh sách phụ nữ xã Tam Dị kết hôn với người ngoại quốc lên tới con số hàng trăm. Theo cán bộ xã, thông qua dịch vụ môi giới, những người này sẽ nhanh chóng được nhập cư mà không phải mất thời gian chờ đợi. Chi phí cả 100 triệu đồng để xuất khẩu lao động hợp pháp cũng sẽ rút xuống chỉ còn vài chục triệu đồng cho dịch vụ kết hôn giả. Cái nguyện vọng của các gia đình mà có rơi vào những trường hợp như này thì nguyện vọng người ta là kể cả bên nội bên ngoại đấy, mong muốn là cái đứa trẻ đấy được sinh ra thì được mang dòng họ của nhà mình. Đó. Cho nên là trên địa bàn xã này là có 5 trường hợp, 5 cháu sinh ra mà đến tận thời điểm này thì chưa thể làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu. Các con của ông Khuy vẫn đang làm việc tại nước ngoài. Gia đình ông có thể sẽ xây dựng được nhà cửa khang trang hơn, sắm sửa được nhiều đồ đạc có giá trị hơn. Cũng chỉ một vài năm nữa, bé Nguyễn Quang Hoàng Anh sẽ đến tuổi đi học. Nếu như không có giấy khai sinh thì quyền lợi chính đáng của trẻ em là đủ tuổi có thể đến trường cũng khó mà thực hiện được. Đây chỉ là một trong hàng loạt hệ quả của việc kết hôn giả để xuất khẩu lao động. Nó có thể mang đến tiền bạc, tài sản, nhà cao, cửa rộng, nhưng nó lại đang làm khó chính tương lai của trẻ em xã Tam Dị.